Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2. Ở hình thức kiểm tra lần này sẽ là tự luận, thời gian 45 phút. Về nội dung chủ yếu sẽ tập trung vào chủ đề E, ứng dụng tin học. Em sẽ cần học bài 7, công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu. Bài 8, sử dụng một số hàm có sẵn. Bài 9, định dạng trang tính và in. Bài 12, tạo bài trình chiếu. Sau đây là nội dung kiểm tra. Chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Phần A là phần lý thuyết và phần B sẽ là phần bài tập. Về phần A lý thuyết, ở bài số 7, công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu, em sẽ cần ghi nhớ các phép toán cơ bản trong Excel. Thì em cần nhớ các ký hiệu toán học trong Excel, dấu cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, phần trăm trong Excel. Các thao tác nhập công thức vào Excel, thao tác sao chép công thức, dùng địa chỉ ô trong công thức. Bài 8. Sử dụng một số hàm có sẵn. Em cần ghi nhớ hàm là gì, cách nhập hàm, các hàm cơ bản trong Excel. Ở lớp 7, em chỉ học 5 hàm cơ bản là hàm tính tổng, hàm tính trung bình cộng, tìm giá trị lớn nhất, tìm giá trị nhỏ nhất, hàm đếm số lượng ô có dữ liệu, gọi tắt là hàm đếm số lượng. Thao tác nhập hàm vào ô tính. Ở thao tác nhập hàm vào ô tính, em sẽ có hai cách. Bài 9, định dạng trang tính và in. Ở bài này em cần ghi nhớ cách mở giải lệnh của định dạng phông chữ, cách mở giải lệnh của căn biên dữ liệu, cách in trang tính, các bước cần thực hiện khi in trang tính. Ngoài ra còn hai bảng chức năng của định dạng phông chữ và căn biên dữ liệu thì sẽ nói ở trang sau. Bài số 12, tạo bài trình chiếu. Em cần ghi nhớ phần mềm trình chiếu là gì, một số phần mềm trình chiếu thông dụng, cách đánh số thứ tự của các trang chiếu, một trang chiếu là gì và bài trình chiếu thường xuyên sử dụng ở đâu. Ngoài ra cũng cần ghi nhớ các thành phần trên màn hình làm việc của PowerPoint thì phần đó cũng sẽ nói ở trang sau. Sau đây là bảng chức năng các nút lệnh trong Excel. Em sẽ có hai bảng, bảng chức năng định dạng phông chữ, bảng chức năng căn biên dữ liệu. Ở bảng chức năng định dạng phông chữ có 8 hình, em cần ghi nhớ chức năng. Em nhớ hình và chức năng của từng cái hình đó. Tương tự như vậy, ở căn biên dữ liệu sẽ có 4 nhóm hình. Em nhớ hình dạng và chức năng của từng nhóm hình. Tiếp theo là các thành phần trên màn hình làm việc của PowerPoint. Thì trên đây có 5 thành phần, gồm có thanh thực đơn, thanh công cụ, vùng soạn thảo, thanh trạng thái, nút trình chiếu từ trang chiếu hiện thời. Em cố gắng ghi nhớ thành phần của từng vị trí. Cuối cùng là phần B, bài tập. Ở đây cô cho em hai bài tập. Bài 1, em hãy chuyển đổi các biểu thức toán học sau đây sang dạng công thức trong Excel. Bài 2, em hãy vận dụng các hàm max, min, average, sum để thực hiện các phép tính theo yêu cầu. Em cố gắng tự làm bài và mới xem phần đáp án ở trang sau. Sau đây là đáp án. Ở bài 1, em hãy chuyển đổi các biểu thức toán học sau đây sang dạng công thức trong Excel. Có 4 bài thì em nhớ là chuyển đổi biểu thức sang dạng công thức trong Excel thì cần phải có dấu bằng ở phía trước. Bài A, 7 phần 8, em sẽ ghi thành 7 xuyệt 8, trừ 8 phần 10, em sẽ ghi thành 8 xuyệt 10, cộng 4 mũ 3. 4 mũ 3 thì em nhớ là dấu mũ và số 3, em ghi ngang hàng với nhau. Em đừng ghi số 3 nằm nhỏ ở phía trên số 4, nếu em ghi như vậy sẽ tính là sai. Ở bài B, 8 x 7 sẽ thành 8 sau 7 cộng 9 mũ mở ngoặc cộng 2 đóng ngoặc. Thì 9 mũ, 9 em ghi dấu mũ rồi mở ngoặc, 9 cộng 2 đóng ngoặc. Em không lấy 9 cộng 2 thành 11 rồi ghi là 9 mũ 11.
Bài này yêu cầu em chuyển đổi công thức, không yêu cầu cộng trừ nhân chia nên nếu em thực hiện hai số này cộng lại với nhau thành 11 thì sẽ tính là sai. Ở bài C, mở ngoặc 7 cộng 2 đóng ngoặc nhân dấu nhân thành dấu sao, 6 dấu mũ 7 cộng 1 phần 2 là 1 xuyệt 2. Bài D bằng 8 trừ 6 cộng 9 nhân dấu nhân là dấu sao, mở ngoặc 8 trừ 3 đóng ngoặc, lũy thừa là dấu mũ, cho tới 5. Bài 2, em hãy vận dụng các hàm max, min, average, sum để thực hiện các phép tính theo yêu cầu. Câu A, viết công thức tính tổng cho A1, A2, B1. Tính tổng là sử dụng hàm sum, thì công thức sẽ là bằng sum mở ngoặc A1, A2, B1. Em chỉ cần ghi lại địa chỉ ô theo yêu cầu của đề bài. Tiếp theo, bài B, viết công thức để tìm số lớn nhất cho các ô tính A1, A2, A3, B1, B2, B3. Em sẽ có hai cách viết. Cách thứ nhất, để tìm số lớn nhất thì chúng ta sẽ dùng hàm max bằng max mở ngoặc A1, A2, A3, B1, B2, B3 đóng ngoặc. Hoặc là vì từ A1 cho tới B3 em sẽ thấy đó là một cái địa chỉ khối thì em có thể viết tắt thành bằng max mở ngoặc A1 2.B3. Cả hai cách viết này đều đúng. Câu C, viết công thức tính trung bình cộng cho các ô B1, B2, C1, C2. Công thức tính trung bình cộng thì em sẽ sử dụng hàm average. Công thức là bằng average mở ngoặc B1, B2, C1, C2. Thì em thấy là từ B1 cho tới C2 nó cũng là một cái khối ô nên em có thể ghi thành bằng average B1 2.C2. Dấu 2 chấm ở đây là dấu của địa chỉ khối, không phải là dấu chia. Một số bạn vẫn còn nhầm lẫn dấu 2 chấm này là dấu chia. D, viết công thức tìm số nhỏ nhất cho các ô tính A2, A3, B2, B3, C3, C4. Để tìm số nhỏ nhất, em sử dụng hàm min bằng min mở ngoặc A2, A3, B2, B3, C3, C4. Ở đây em không viết một cái địa chỉ khối A2 2.C4 do từ A2 tới C4 không tạo thành một cái địa chỉ khối nên em không có ghi địa chỉ khối trong đó. Nên khi làm những bài tập này, cách an toàn nhất là em cứ ghi lại hết tất cả các địa chỉ ô mà người ta cho. Còn bạn nào rành và giỏi về mảng phân biệt được khối và ô thì em có thể sử dụng địa chỉ khối. Em cần lưu ý, đây là bài tập vận dụng nên những con số, những cái dấu hoặc là những cái địa chỉ ô, địa chỉ khối trong bài kiểm tra sẽ được thay đổi. Sẽ không giống y chang như bài này, nên em đừng học thuộc những cái đáp án này. Em chỉ học cách để làm bài, không phải là em học thuộc đáp án. Nội dung ôn tập đến đây là kết thúc. Chúc các em thi tốt.